còn tiếng thở dài đêm, có những ngậm ngùi khu phố yên nằm đôi bàn chân mỏi trên lối về mưa bay. Đêm anh hát một mình, dù em giấc mộng lành, xin những yên bình cho loài chim nhỏ cao vút trời thanh thang. Em chào các bác đam mê nhé. Các bác cần chơi, các bác liên hệ với em qua số điện thoại ở trên hình đây, 0866880998, kết bạn Zalo với em để được em tư vấn, hỗ trợ và phục vụ. Nếu thấy clip em hay và bổ ích, rất mong các bác bấm theo dõi cũng như rằng là ấn chuông và bấm like để tránh bỏ lỡ những cái sản phẩm hay tốt về hàng ngày nhé. Hôm nay em muốn giới thiệu với các bác, nhất là các bác mà muốn chơi nhạc số mà được hiệu quả thì các bác không nên bỏ qua và rất nên chơi những cái con DAC để cái chất lượng nhạc nó được tốt hơn. Đây là bản VDAC 2, là cái bản đời sau của bản VDAC màu đen. Vỏ thiết kế rất là bắt mắt và rất là đẹp, đến từ thương hiệu Musico Fidelity. Các bác có thể thấy ở trên hình, một em DAC rất là hiệu quả với cái ngõ tín hiệu ra để cắm với lại những cái thiết bị âm ly, cổng RCA. Còn đường vào thì sẽ ở đây có jack cắm nguồn điện 12V. Ở đây có một cục nguồn cực kỳ lớn và khá là nặng, nguồn xịn các bác nhá. Cũng như rằng là những cái cổng tín hiệu đầu vào như là optical, là cổng quang để các bác nối với lại TV, hoặc là những cái nguồn phát khác, ví dụ như là cục Bluetooth hoặc là vân vân, hay là cục thu phát sóng của TV. Đường input nữa là đường coaxial, thì rất nhiều những cái thiết bị dùng cổng coaxial này rồi, hay là những cái con những cái con music server quản lý nhạc này, hay là những cái con đầu CD của các bác đang chơi chẳng hạn, cũng sẽ có cái cổng đường input, đường cổng ra coaxial để các bác có thể nối vào cái cục giải mã này, hoặc là đường USB để nối với lại máy tính, laptop, hoặc là cái cổng này cũng có thể có cái chân nối được với lại cả điện thoại nữa. Nếu mà các bác cần thì các bác có thể mua một cái chuyển đổi từ cổng USB ra cổng cắm chân điện thoại iPhone hoặc là Samsung. Cái này thì gần như các cái cửa hàng điện thoại họ sẽ có để hỗ trợ và phục vụ cho các bác chơi nhá. Ở đây có một cái cần gạt để chuyển lựa chọn giữa USB hay là lựa chọn giữa cổng coaxial. Nói chung là một em giải mã rất là tốt và phù hợp, ngon bổ rẻ hiệu quả. Các bác đang chơi nhạc số thì có lẽ là không thể không chơi nó rồi. Để chất lượng nhạc nó được tốt hơn, các bác có thể nối với lại điện thoại, các bác sẽ thấy cái hiệu quả nó lên rõ rệt và chất lượng âm thanh nó được cải thiện rất là nhiều. Các bác cần chơi thì các bác liên hệ với em. Số điện thoại 0866880998. Cục giải mã này đang được em chia sẻ cho các bác chơi với mức giá là 4.500.000 nhá, một mức giá rất là tốt cho một em giải mã. Đến từ thương hiệu khá là lớn, thương hiệu Musico. Có lẽ là thương hiệu này tất cả các bác chơi đều biết đến rồi. Các bác cần chơi thì các bác bảo với em nhé. Hàng rất là chuẩn, rất là tốt. Chỉ có một cái duy nhất thôi. Rất cảm ơn các bác nghe nhạc cũng như rằng là lựa chọn một em giải mã hay, ngon bổ rẻ cho các bác chơi nhạc mạng. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái sản phẩm sau. Ở đây clip em sẽ test nhanh với lại cái em đầu CD thôi, để cho các bác thấy cái khả năng vận hành của nó nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Dài buông lời hát để yêu em.
giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếp đơn côi.